Trước thêm kỳ thi trung học quốc gia 2019 thì em đã chuẩn bị cho bản thân, thứ nhất là cái về cái tâm lý ổn định và vững vàng, thứ hai là về kiến thức ạ, thì cũng khá là ổn và đầy đủ đấy ạ. Anh nghĩ là bản thân em thì với các bộ môn này em cũng đã chuẩn bị tương đối, và em nghĩ là với sự bình tĩnh thì em sẽ làm khá là ổn các môn. Về cái vấn đề bị bố thi cử năm ngoái thì ai đó gây ra thì người đó sẽ chịu trách nhiệm, còn bản thân bọn em thì bọn em sẽ làm tốt cái trách nhiệm bản thân mình đã, còn những cái khác thì em không quan tâm đâu. Em thì cách đây khoảng 2 tháng trước thì em mới nhận được thông tin thì em mới đăng ký, thì đấy, trong khoảng thời gian 2 tháng thì em rất là cố gắng để ôn cho bản thân mình những kiến thức cần thiết nhất. Nếu mà như theo cái vấn đề năm ngoái ấy, là về cái ở điểm ở tại Hà Giang mình ấy, thì em nghĩ là so với năm nay là có nghiêm ngặt rất nhiều. Sẽ thi hết khả năng của mình, những gì mình có thể làm được thì em cảm thấy tâm lý khá là thoải mái. Em cũng rất buồn về năm ngoái có rất nhiều tin xấu về Hà Giang, nhưng năm nay em mong mọi người sẽ nghĩ lại về thành phố của mình đang sinh sống. Năm nay sẽ có một mùa thi rất là nghiêm túc và thành công cho Hà Giang của bọn em. Em chúc các bạn có một mùa thi thật tốt, hãy bình tĩnh và tự tin để vượt qua kỳ thi này. Đối với em thì em thấy không có ảnh hưởng gì lắm ạ, tại vì là cái sự việc năm ngoái thì là do một số bộ phận phụ huynh và học sinh thôi, chứ còn những bạn học thật thi thật thì vẫn sẽ là thi bằng năng lực của chính mình ạ. Và